Thưa quý vị, đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2020, 68 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy Thủy Nguyên đã tổ chức thành công đại hội đảng. Đại hội được diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân thành phố, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cũng trong dịp này, với sự quan tâm đầu tư của thành phố và sự quyết tâm của cán bộ và nhân dân trong huyện, nhiều dự án trọng điểm đã được khởi công và khánh thành, như dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 359 từ chân cầu Bính đến ngã tư thị trấn Núi Đèo, dự án xây dựng tuyến đường vào khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ xã Liên Khê, dự án xây dựng cầu Dinh nối Hải Phòng với Hải Dương tại xã An Sơn và nhiều dự án khác. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí thi đua sôi nổi, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi đại hội đảng cơ sở, đồng thời tạo tiền đề và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức đại hội đại biểu huyện Thủy Nguyên lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào tháng 7 sắp tới. Huyện ủy Thủy Nguyên có 68 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 53 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ cơ sở, 723 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 12.000 đảng viên. Xác định đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với đảng bộ huyện trong năm 2020. Ngay khi có chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và thông chi 36 của Ban Thường vụ Thành ủy, huyện ủy Thủy Nguyên đã xây dựng kế hoạch, ban hành 8 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các cấp, thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, huyện ủy viên và cán bộ theo dõi đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ xuyên suốt, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện, từ công tác quy trình chuẩn bị nhân sự, thiết lập văn bản hồ sơ, xây dựng chương trình, duyệt các đề án nhân sự, đến khâu trang trí khánh tiết, phương án tuyên truyền, bảo vệ. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, huyện ủy, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và tích cực khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức tốt đại hội. Từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2020, chỉ trong 2-3 ngày đã có 68 trên 68 chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy tiến hành xong đại hội, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. Trong đó có 35 đảng bộ cơ sở tổ chức với hình thức đại hội đại biểu và 33 đảng bộ chi bộ cơ sở tổ chức đại hội toàn thể đảng viên. 3 đơn vị thực hiện thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, bao gồm đảng bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện, đảng bộ cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh và đảng bộ xã Lâm Động. Trong các ngày 5 tháng 2 năm 2020 và ngày 12-13 tháng 2 năm 2020, hai đại hội điểm đã được tiến hành theo đúng kế hoạch, bao gồm đại hội đảng bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện và đại hội đại biểu đảng bộ xã Hoa Động. Với sự chỉ đạo của hai tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm do hai đồng chí phó bí thư huyện ủy làm tổ trưởng, đại hội điểm đã diễn ra thành công, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng từ khâu chuẩn bị quy trình nhân sự, văn kiện, chương trình làm việc đại hội đến trang trí khánh tiết, tổ chức điều hành đại hội. Từ đó giúp lãnh đạo cấp ủy tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hướng tới tổ chức tốt đại hội các chi đảng bộ trực thuộc huyện. Theo đánh giá của Thường trực huyện ủy, hầu hết các chi bộ đảng bộ trực thuộc đã tổ chức tốt đại hội, đảm bảo đúng quy trình quy định điều lệ đảng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng tại đại hội, góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương và huyện, sáng suốt bầu ra ban chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Các báo cáo chính trị trình đại hội nhìn chung ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể. Quá trình chuẩn bị công phu, phát huy dân chủ, trí tuệ của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến qua nhiều hội nghị và được tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện. Do đó, khi trình ra đại hội, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao. Các ý kiến tham luận chủ yếu phân tích làm rõ thêm và đề xuất giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Phần kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đã tập trung đánh giá làm rõ ưu điểm, hạn chế của tập thể cấp ủy và cá nhân cấp ủy viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc họp của cấp ủy và ban hành nghị quyết, đề cao vai trò tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo điều hành của cấp ủy. Các thảo luận được chuẩn bị chu đáo bằng văn bản, phản ánh từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể để làm rõ thêm báo cáo chính trị của đại hội, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền. Nội dung các thảo luận đều thiết thực, cụ thể, trách nhiệm và ý thức xây dựng cao, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn có giá trị. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị và tiêu chuẩn cơ cấu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 được triển khai thực hiện nghiêm túc, rộng rãi và dân chủ. Các chi bộ đảng bộ cơ sở đã tổ chức các hội nghị để xin ý kiến trước khi tổng hợp trình đại hội.
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, 100% đại hội cơ sở đều chuẩn bị dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các chi bộ trực thuộc và đảng viên, tổng hợp bổ sung giao cho cấp ủy khóa mới triển khai thực hiện. Toàn huyện đã có hơn 5.000 lượt ý kiến tham gia, hầu hết nhất trí với dự thảo báo cáo và đề xuất các biện pháp giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương đơn vị, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên khoáng sản môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động ở khu vực đất bị thu hồi, phục vụ các dự án, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền và năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo đúng quy trình nhân sự về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy căn cứ vào quy định cán bộ. Quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ đảng viên. Công tâm khách quan trong đánh giá lựa chọn giới thiệu nhân sự. Nhân sự ủy ban kiểm tra và nhân sự dự kiến bầu vào các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đều được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy. Do làm tốt công tác chuẩn bị trước đại hội nên hầu hết các chi đảng bộ đều nhất trí với phương án nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Ngay sau khi kết thúc đại hội, cấp ủy khóa mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo. Việc bầu các chức danh ủy viên ban thường vụ, bí thư phó bí thư đảng ủy, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy đảm bảo đúng nguyên tắc quy định của đảng và định hướng nhân sự của ban thường vụ huyện ủy, đảm bảo tiêu chuẩn số lượng cơ cấu tuổi trẻ, nữ, tỷ lệ đổi mới và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của đảng trên các lĩnh vực trọng yếu. Chất lượng ban thường vụ đạt cao, chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 100%. Có 56 bí thư, phó bí thư mới tham gia lần đầu, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 99,41%. Tổng số đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 là 300 đồng chí, trong đó có 39 đại biểu đương nhiên và 261 đại biểu được bầu. Kết quả đã bầu được 261 đại biểu chính thức, 56 đại biểu dự khuyết. Các nguyên tắc thủ tục tại đại hội và hoạt động điều hành của tổ chức phục vụ đại hội đều được tiến hành đúng theo quy định. Đại hội Đảng bộ cơ sở hầu hết đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trình chiếu báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết, thông tin về đại biểu, danh sách chức ngang và kết quả bầu cử cấp ủy, đại biểu dự đại hội cấp trên. Qua đó giúp đại biểu dự đại hội kịp thời nắm bắt theo dõi thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội các chi đảng bộ trực thuộc huyện còn gặp phải một số hạn chế. Việc chuẩn bị báo cáo chính trị trình đại hội ở một số cấp ủy còn nặng về liệt kê số liệu kết quả đạt được, ít đi sâu đánh giá nguyên nhân và vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tại một số đảng bộ xã thị trấn chưa tương xứng với vị thế, vai trò và yêu cầu đặt ra. Một số chỉ tiêu đề ra chưa xuất phát từ yêu cầu khách quan, thiếu căn cứ cụ thể, thiếu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, khâu đột phá. Một số báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện cấp trên và chuẩn bị nội dung các báo cáo tham luận tại đại hội chưa sâu, nặng về báo cáo thành tích, ít đề xuất giải pháp và biện pháp. Điều hành của một số đoàn chủ tịch đại hội có lúc có việc còn lúng túng. Ban kiểm phiếu ở một số đại hội đảng bộ cơ sở chưa chắc chắn về nghiệp vụ bầu cử. Nhân sự cấp ủy khóa mới được chỉ đạo chặt chẽ nhưng vẫn còn 6 trên 68 đơn vị, bằng 8,8% cấp ủy viên khóa cũ tái cử, bầu không trúng cấp ủy khóa mới. Công tác tuyên truyền trang trí thành tiết ở một số xã còn sơ sài, chưa sâu rộng, chưa tạo được không khí phấn khởi của đại hội. Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo và tiến hành đại hội đã được rút ra. Đại hội các chi đảng bộ diễn ra thành công, đến nay các đơn vị địa phương đang tập trung cho việc ra soát thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, gắn với quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, phát động phong trào thi đua trong toàn đảng bộ, chi bộ và nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nghị quyết đã đề ra, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên một cách cụ thể rõ ràng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực công tác, kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ cán bộ sau đại hội, nhất là những đảng bộ có thay đổi về các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, cán bộ nghỉ hưu, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiến hành tốt việc bàn giao nhiệm vụ giữa các đồng chí cấp ủy khóa cũ và cấp ủy khóa mới,
nhiệm vụ giữa đồng chí nghỉ công tác với đồng chí mới được phân công, nhất là giữa các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Thành công của đại hội các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy cùng với những dấu ấn phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực của huyện ủy Thủy Nguyên hôm nay đã tạo tiền đề quan trọng sẵn sàng cho việc tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 16 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng.